Nhiều muốn nghe bài gì nữa? Bài 2 luôn anh ơi. Bài 2 luôn hả? Bài 2 luôn. Bài 2, bài 3 luôn hả? Chơi luôn. Rồi. Tôi giống như là phim truyện dài tập. Phim truyện dài tập gì con? Cô dâu 8 tuổi. Ủa cái ly sao con giống cô dâu 8 tuổi quá vậy? Sao hôm nay bữa nào hôm nay trong cái đám đông này có hoàng tử nào cầu hôn công chúa không? Bé Ly năm nay là 23 tuổi. Hả? À. Hôm nay Long hát một bài mới để tặng cho cả nhà nha. À, Long sẽ gửi đến bài hát bài 3 đi. Bài Tiền Bạc Như Voi gửi đến tất cả quý vị. Là thua một người nhưng ba. Sao ai vỗ tay vậy, đang cầm điện thoại không vậy?
các anh các chị. Quá hay hả? Giờ có muốn nghe giọng cổ không? Ừ, nghệ sĩ cái Dương không có hát giọng cổ giận á. Mô Phật. Giận à? Không hát giọng cổ giận á, tu giận giận á. Long sẽ gửi đến ba câu giọng cổ bài hát được mang tên Hãy Lòng Mẹ Ơi.